Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm đề tài tiếp theo, đó là những tước hiệu biệt bợm của giáo hoàng. Vào một buổi sáng tinh sương trong tháng Giêng năm 1995, một đám đông khổng lồ chưa từng thấy, trên khoảng 5 triệu người từ khắp năm châu đã tụ hội tại thành phố Manila, thủ đô của Philippines, để xem một buổi lễ Misa ngoài trời của giáo hoàng John Paul đệ nhị. Ngoài sự háo hức cuồng tín, đám đông còn bị thôi thúc bởi óc tò mò, nên họ đã chen lấn xô đẩy nhau để được nhìn thấy vị cha chung của họ bằng xương bằng thịt. Nhiều người bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chỉ có một số ít tu sĩ và giáo dân chọn lọc được phép gần giáo hoàng mà thôi. Chung quanh giáo hoàng là một đội ngũ công an, mật vụ, cảnh sát và đủ loại nhân viên an ninh lên tới cả chục ngàn người. Hàng triệu tín đồ đáng thương đành phải mong man đến gần các loa phóng thanh ngắn rải rác khắp nơi trong thành phố để nghe giọng nói tiếng Anh pha giọng Ba Lan của giáo hoàng. Ngoài 5 triệu tín đồ có mặt tại thành phố này, còn có hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới đang theo dõi buổi lễ qua radio và truyền hình trực tiếp. Cuộc công du của giáo hoàng tại Philippines lần này chỉ là một trong hàng trăm chuyến công du của ngài tới các nơi khác trên thế giới. Giáo hoàng tới đâu thì khung cảnh cũng tương tự như vậy. Điều đó đủ cho thấy giáo hoàng là người có ảnh hưởng chính trị lớn nhất trên hành tinh của chúng ta. Điều đáng chú ý là dù cho giáo hoàng trẻ hay già, dù mang quốc tịch Ý hay Ba Lan, dù đặc tính của các nhân của giáo hoàng ra sao đi chăng nữa, tất cả đều không thành vấn đề. Điều quan trọng hơn hết đã khiến cho giáo hoàng được những đám đông tín đồ cuồng nhiệt tôn sùng chỉ vì tin rằng giáo hoàng là người duy nhất trên thế gian có quyền đại diện Kitô và kế nhiệm Thánh Phêrô. Đó là hai tước hiệu quan trọng nhất trong hơn một tá những tước hiệu của giáo hoàng. Nhưng tất cả chỉ là những màn kịch được đạo diễn bởi bọn mafia chuyên nghiệp về tôn giáo. Tất cả những gì chúng ta thấy được chỉ là cái vỏ bên ngoài hào nhoáng của một giáo hội tội lỗi tự nhận là thánh thiện. Cái bề ngoài hào nhoáng đó không phải đã được tạo thành trong một sớm một chiều, mà là kết quả cho nhiều công trình sáng tạo của những bộ óc lưu manh siêu việt trong 17 thế kỷ qua. Những tước hiệu cái vị Thánh Phêrô và đại diện Chúa Kitô của giáo hoàng do đâu mà ra và bắt đầu từ bao giờ? Những tước hiệu đó có nguồn gốc lương thiện chân chính hay chỉ là những trò gian manh bịp bợm? Vatican đã thổi phồng những tước hiệu đó nhằm mục đích gì, và bọn chúng đã khai thác những tước hiệu này để gây tội ác như thế nào cho nhân loại? Bài viết này dựa trên những sự kiện lịch sử nhằm đưa ra những lời giải đáp cho những vấn đề nêu trên. Vài nét sơ lược về Vatican. Trong 3 thế kỷ đầu của công nguyên, Kitô giáo chưa hình thành, chưa có giáo đô và cũng chẳng có ai tự xưng là giáo hoàng. Đến đầu thế kỷ thứ tư, tức giai đoạn đầu của thời đại hoàng đế Constantine, năm 306-337, thì trong đế quốc La Mã có một trung tâm Kitô giáo nguyên thủy như Lyon ở xứ Gaul, tức nước Pháp ngày nay, Alexander ở Ai Cập, Antony ở Thổ Nhĩ Kỳ, Damascus ở Syria, Jerusalem và Roma. Tại mỗi trung tâm nói trên có những tu sĩ nổi tiếng được các tín đồ tôn xưng làm giám mục. Ở Roma cũng vậy, các tu sĩ đứng đầu trong cộng đồng giáo dân ở Roma
cũng được gọi là giám mục thành Roma. Trong 3 thế kỷ đầu công nguyên, Roma được coi là giáo đô và cũng không có một đa giám mục nào ở Roma được gọi là giáo hoàng cả. Vào năm 324, hoàng đế Constantine quyết định bỏ Roma và dời đô đến Constantinople, nay là thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do là lãnh thổ của đế quốc La Mã lúc đó trải rộng về phía đông, gồm có những quốc gia thuộc Bắc Phi, Trung Đông, Tiểu Á và một phần Đông Âu. Thủ đô cũ của đế quốc đặt tại Roma trở nên khá xa vời lãnh thổ ở phía đông, nên không còn thích hợp cho việc cai trị của đế quốc nữa. Thủ đô mới của đế quốc La Mã tại Constantinople tồn tại và phát triển trong hơn 1.000 năm, từ năm 324 đến 1453, với 88 đời hoàng đế từ Constantine. Từ sau khi Roma bị các hoàng đế La Mã bỏ trốn từ năm 324, thì các giám mục ở Roma bắt đầu âm mưu củng cố quyền lực bằng cách liên kết với các vua chúa của các nước Tây Âu để tách rời khỏi quyền lực của các hoàng đế La Mã tại Constantinople. Dần dần, Constantinople không còn đủ sức kiểm soát lãnh thổ phía Tây gồm các nước Âu Châu, nên đế quốc La Mã bị tách ra làm hai. Kitô giáo gắn liền với đế quốc nên cũng bị tách ra làm hai giáo hội. Giám mục ở Roma tự xưng là thượng phụ của giáo hội Tây Phương, và giám mục tại Constantinople tự xưng là thượng phụ của giáo hội Đông Phương. Hai giáo hội Đông và Tây của Kitô giáo vẫn cố gắng thuận thảo với nhau từ thế kỷ thứ tư đến năm 1054 thì tách rời hẳn. Năm 1204, Vatican tổ chức cuộc thập tự chinh lần thứ tư, tàn phá Constantinople. Gần thành bình địa, Constantinople trở thành thuộc địa của Vatican trong 57 năm, từ năm 1204 đến 1261. Vatican chính thức trở thành một quốc gia độc lập do hiệp ước Lateran được ký kết giữa hoàng đế Ý Victor Emmanuel III và giáo hoàng Pio thứ 11 năm 1929. Lãnh thổ của Tí Hon Vatican vừa bằng một cái sân golf với khoảng 700 công nhân chính thức mang quốc tịch Vatican. Giáo hoàng là quốc trưởng của quốc gia Tí Hon này. Kim tổng giám mục của nước Ý, các tu sĩ hoặc giáo dân nhiều khi không thích dùng tước hiệu giáo hoàng, nhưng họ tôn xưng giáo hoàng bằng những tước hiệu khác, chẳng hạn như đấng đáng tôn kính nhất, đấng cao quý, người đứng đầu hội thánh, và đặc biệt là tước hiệu đầy tớ của các đầy tớ. Trong các buổi triều yết tại Vatican, các hồng y và giám mục thường xếp hàng để lần lượt quỳ gối hôn chân đầy tớ của các đầy tớ Pedro de Ros, cựu tu sĩ dòng tên, nhận xét những người mặc áo lụa tím sống trong lâu đài và ngự trên ngai vàng khó có thể hành xử như một đầy tớ của các đầy tớ của Chúa. Chỉ các tu sĩ cao cấp hay những nhân vật nổi tiếng mới có thể tới gần giáo hoàng. Các giáo dân cắt ké muốn đến gần giáo hoàng không phải chuyện dễ. Từ đầu thế kỷ thứ 20, giáo hoàng được bảo vệ bởi cơ quan mật vụ Ý. Cơ quan này được lệnh nổ súng vào bất cứ ai khả nghi dám mong man đến gần giáo hoàng. Từ nhiều thế kỷ qua, mỗi năm có nhiều triệu khách hành hương từ khắp năm châu đến viếng Vatican, đông nhất là vào sáng chủ nhật hàng tuần tại công trường Thánh Phêrô. Đến gần 12 giờ trưa, mọi con mắt của hàng chục ngàn khách hàng hương đều đổ dồn về khung cửa sổ tầng lầu 3 của lâu đài các thánh tông đồ. Họ chờ đón giáo hoàng xuất hiện để vơ tay ban phép trong vài chục giây đồng hồ.
Trong giây phút nghiêm trọng đó, có nhiều giáo dân sùng tín đã không ngần ngại quỳ gối xuống sân đá để đón nhận ân phúc không khí của giáo hoàng. Trong cái lãnh thổ tí hon chỉ bằng sân golf của Vatican chất chứa biết bao những âm mưu vĩ đại thay đổi lịch sử ngoài loài người. Các tín đồ sùng tín chẳng thấy gì cả, nhưng đối với những bậc thức giả thì Vatican có rất nhiều điều để đáng nói. Chẳng hạn như đại văn hào Pháp Chateau Brand năm 1768 năm 1848 đã viết trong tác phẩm Memory của ông ở Roma có nhiều ngôi mộ hơn xác chết. Ý ông muốn nói ở Roma có nhiều ngôi mộ giả vì trong mộ không có xác chết, nhất là những ngôi mộ ngụy tạo được gán cho là mộ của các thánh như Phêrô, Phaolô chẳng hạn. Vatican tìm đủ mọi cách để đề cao những tước hiệu thừa kế của thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô, để giáo hoàng có lý do cai trị gần 1 tỷ tín đồ. Đứng đầu đội ngũ tu sĩ gồm có 4.000 hồng y và giám mục, 400.000 linh mục và 1 triệu nữ tu. Những tước hiệu đó đủ tạo uy thế cho giáo hoàng thành người đứng đầu một trung tâm quyền lực khuynh đạo thế giới trong nhiều thế kỷ. Trong các buổi lễ tại đền thánh Phêrô do giáo hoàng cử hành, ca đoàn chính thức của Vatican là ca đoàn Sistine luôn luôn ca bài hát Latin Người là thánh Phêrô, nhằm nhắc nhở mọi người biết rằng giáo hoàng là thánh Phêrô tái sinh để cai trị giáo hội công giáo. Một tước hiệu người kế vị thánh Phêrô. Theo bản danh sách chính thức của giáo hội công giáo thì Phêrô là giáo hoàng đầu tiên của Gioan Phaolô đệ nhị, là giáo hoàng thứ 263. Theo cụ tu sĩ dòng tên Peter de Rose, tác giả của các tác phẩm lừng danh Vicar of Church, thì bản danh sách giáo hoàng của Vatican là hoàn toàn ngụy tạo, vì mãi đến cuối thế kỷ thứ 11, tức là vào năm 1073, giáo hoàng George thứ 6 mới ra lệnh cho toàn giáo hội công giáo phải dành danh từ giáo hoàng cho riêng một mình giám mục ở Roma mà thôi. Tất cả các giám mục không được phép tự xưng là Pope trước năm 1073. Có nhiều giám mục ở nhiều nơi cũng tự xưng là giáo hoàng. Do đó con số 263 được gán cho Gioan Phaolô đệ nhị là hoàn toàn vô căn cứ. Vì các offset trang 14. Vấn đề quan trọng nhất cần được đặt ra là có thật sự Phêrô làm giáo hoàng đầu tiên ở Roma hay không? Trong Kinh Thánh Tân Ước, sách Tông đồ Công vụ có một bức thư của Phaolô nhắc đến tên của 29 người trong công đoàn. Như không có tên Phêrô, chẳng lẽ Phêrô là người quan trọng nhất trong cộng đoàn ở Roma mà Phaolô bỏ qua? Sở dĩ Phaolô không nói tới vì Phêrô không có mặt ở Roma mà thôi. Irenaeus là giám mục tại Lyon 1178 đến 200, là tác giả của Kinh Tin Kính, đã viết sách khẳng định giám mục đầu tiên ở Roma không phải là Phêrô mà là Limos, do Phaolô bổ nhiệm. Vicar of Church trang 15. Sử gia nổi tiếng về lịch sử Kitô giáo nguyên thủy là Eusebius 260 đến 340 viết sách nói về các giám mục ở Roma nhưng không hề nói đến Phêrô. Kinh Thánh Tân Ước khẳng định cộng đồng giáo dân Kitô đầu tiên ở Roma do Phaolô lập nên. Phaolô là người học thức và có quốc tịch La Mã. Sách Tân Ước gọi Phaolô là tông đồ của dân ngoại và Phêrô là tông đồ của Do Thái. Vậy nếu có giáo hoàng hay giám mục đầu tiên ở Roma thì người đó phải là Phaolô chứ không phải là Phêrô. Peter de Rose khẳng định Phêrô chẳng bao giờ làm giáo hoàng. Vatican đã gán cho ông ta cái chức vị nhiều thế kỷ khi ông ta đã qua đời.
Sử gia Hoa Kỳ Lloyd Graham trong tác phẩm Bestseller Deception and Mind of the People đã dành ra chương 26 để vạch trần nền tảng bị bồm của giáo hội Công giáo La Mã. Khởi đầu là những cố gắng của giáo hội muốn cho mọi tín đồ phải tin rằng giáo hội Công giáo được xây dựng trên nền tảng là Thánh Phêrô do chính Chúa Giêsu sắp đặt. Họ viện dẫn ba câu trong Tân Ước Matthew 16:2.13, Luca 22:2.31 và John 21:2.15 để chứng minh Phêrô là có thẩm quyền tối thượng cả ở trên trời lẫn dưới thế. Vậy giáo hòa là người kế vị Thánh Phêrô cũng có cái quyền tối thượng ấy. Chính nhờ cái lối lý luận này mà giáo hoàng đã lấn lướt quyền hành của các vua chúa Công giáo ở Âu Châu và nghiễm nhiên trở thành vua của các vua trong nhiều thế kỷ. Phúc âm John kể chuyện trong một bữa tiệc, Giêsu hỏi Phêrô có yêu ông ta hơn những người khác không. Phêrô trả lời: Chúa biết con yêu Chúa mà. Giêsu nói: Vậy hãy nuôi nắng đoàn chiên của ta. Feed my lamb. John 21:2.15. Đoạn phúc âm quan trọng nhất thường được viện dẫn để chứng minh quyền lực của Phêrô đó là phúc âm của Matthew. Con là đá, Phêrô. Trên viên đá này ta xây giáo hội. Các cánh cửa hỏa ngục không làm gì được. Ta sẽ cho con chìa khóa thiên đàng. Những điều gì con buộc ở thế gian thì cũng buộc ở trên trời, và những gì con tha ở thế gian thì cũng được tha ở trên trời. Matthew 16. Nhưng tiếp theo đó, Matthew 23, thì Giêsu lại gọi Phêrô là Satan: Hãy lùi lại đằng sau ta, thằng quỷ Satan, ngươi đã xúc phạm ta. Như vậy Giêsu đã xây giáo hội trên nền tảng Phêrô, tức trên nền tảng của quỷ Satan. Có lẽ nào chúng ta có thể gọi Công giáo là đạo Thánh Đức Chúa Trời, trong khi chính Thánh Kinh của đạo này tự xác nhận là đạo của quỷ? Nếu Phêrô là giáo hoàng đầu tiên của đạo Công giáo thì chính hắn cũng chính là quỷ đầu tiên hiện hình làm giáo hoàng cai trị giáo hội. Sử gia Graham nhấn mạnh đến tính cách vô nghĩa và vô cùng láo xược của câu chuyện về Phêrô trong phúc âm Matthew nói trên. Ông viết: Câu chuyện về Phêrô là hoàn toàn vô nghĩa. Một con người có sinh, có tử mà được trao giao phó quyền lực toàn thể nhân loại cho đến muôn đời. Nếu có Thiên Chúa thì chỉ một mình Thiên Chúa có quyền đó mà thôi. Trong những vấn đề tôn giáo, những người Công giáo hẳn nhiên là những kẻ nhẹ dạ, nhưng dù nhẹ dạ tới đâu, họ cũng không thể tin được là những bậc đại hiền triết trước công nguyên như Pythagoras, Plato, Socrates và Đức Phật Thích Ca lại phải tùy thuộc vào thẩm quyền tha tội hay buộc tội của một thằng thuyền chài Do Thái ngu ngốc là Phêrô hay sao? Một Phêrô đầy thẩm quyền như vậy chẳng bao giờ có. Câu chuyện này chỉ là một thí dụ điển hình về sự thông thái bất lương của đạo Công giáo. Graham hết kết luận: Chẳng phải Phêrô là nền tảng của giáo hội, sự ngu dốt là vùng đất tốt cho các tôn giáo phát triển, và Kitô giáo không phải là một ngoại lệ. Vatican là hang ổ của bọn lừa bịp chuyên nghiệp, nhưng bọn chúng chỉ lừa bịp được những người ngu ngốc mà thôi. Hầu hết các tu sĩ Công giáo Việt Nam, kể cả những tu sĩ cao cấp như Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, đều đã không đọc kỹ Thánh Kinh trong sách Chúa Giêsu là ai, giảng dạy những gì. Nơi trang 51, giáo sư Trần Trung Ngọc đã vạch tỏ rõ sự sai lầm của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận như sau. Hồng Y Nguyễn Văn Thuận viết Chúa Giêsu đã chọn Phêrô, người đã chối Ngài, là sai, chứng tỏ rằng ông đã được giáo hội dạy rằng rất kỹ và chưa từng đọc Thánh Kinh, vì Thánh Kinh đã viết rất rõ Giêsu tin rằng ngày tận thế sắp tới, ngay trong khi
một số người cùng với thời Giê-xu còn sống. Vậy chọn Phê-rô để làm gì? Rõ ràng chuyện Chúa chọn Phê-rô là do giáo hội ngụy tạo để tạo vai trò kế thừa Phê-rô và là đại diện Chúa trên trần của các giáo hoàng. Ngoài ra, giáo sư Trần Trung Ngọc còn trích dẫn nhiều đoạn thánh kinh và nhiều luận nhận xét của các học giả danh tiếng trên thế giới để chứng minh chuyện Giê-xu chọn Phê-rô đối lập giáo hội là một chuyện bịp bợm trắng trợn. Họ phịa ra chuyện này chẳng phải để vinh danh Phê-rô mà chỉ dùng cái xác của Phê-rô để làm bàn đạp tạo quyền lực trên những cái đầu thiếu não của đám tín đồ Công giáo. Xin đọc Chúa Giê-xu là ai, giảng dạy những gì? Trần Trung Ngọc, Giao điểm xuất bản 2002, trang 67 đến trang 75. Tiến trình hình thành quyền lực của giáo hoàng dưới chiêu bài thừa kế thánh Phê-rô. Trong các công đồng Kitô nguyên thủy, điều chỉ có những tu sĩ cao cấp nhất gọi là giám mục trong 3 thế kỷ đầu công nguyên, không ai có là người đứng đầu toàn thể giám mục. Người đầu tiên tự xưng là vị chỉ huy tất cả các giám mục là hoàng đế Constantine trong tác phẩm Vicar of Church, Peter de Roche viết. Constantine gọi các giám mục là các anh em yêu quý và tự xưng là giám mục của các giám mục. Ngay cả giám mục ở Roma chưa từng bao giờ được gọi là giáo hoàng trong nhiều thế kỷ so với hoàng đế thì chẳng là gì cả. Về dân sự, giám mục ở Roma chỉ là giám mục hạng 2 của Constantine. Như vậy, nếu coi giáo hoàng là những người đứng đầu giáo hội và có thẩm quyền trên hết các giám mục thì giáo hoàng đầu tiên chính là đại đế Constantine. Trong thực tế, Constantine đã hành xử quyền hành của giáo hoàng bằng cách triệu tập toàn thể giám mục đến họp các công đồng. Và chính hoàng đế chủ tọa các công đồng này trong suốt thời gian cai trị từ năm 306 đến 337, Constantine đã triệu tập và chủ tọa 4 công đồng đầu tiên của lịch sử Kitô giáo. Từ năm 324, Constantine bỏ thủ đô Roma để thiết lập thủ đô mới tại hai cảng Byzantine của Hy Lạp. Thủ đô mới mang tên Constantinople, có nghĩa là thành phố của Constantine, để quốc La Mã. Từ đó đổi thành đế quốc Byzantine. Roma trở thành một thành phố trống vắng quyền lực vì ở xa Constantinople. Các giám mục ở Roma dần dần tạo ra cái gọi là quyền lực của giáo hoàng. Tăng Từ Điển Công giáo định nghĩa quyền lực của giáo hoàng như sau: đó là một định chế nhằm đòi hỏi quyền cai trị toàn cầu về phương diện tinh thần. Người đầu tiên có tham vọng thiết lập ngôi vị giáo hoàng với quyền lực bao trùm thế giới là giám mục ở Roma tên Damasus. Peter de Roche đã kể lại trường hợp của Damasus chiếm đoạt chức giám mục thành Roma như sau: sau khi giám mục Liberius chết năm 366, hai nhân vật có uy tín tại Roma tranh nhau chức giám mục ở Roma là Osimus và Damasus. Trong khi Osimus và những người ủng hộ ông ta đang họp trong nhà thờ Mary, thì Damasus thuê bọn du đảng ở Roma leo lên mái nhà thờ, ném ngói xuống như mưa, khiến cho 137 người của phe Osimus chết tại chỗ. Trong khi đó thì những tên du đảng khác đứng chặn tất cả các cửa nhà thờ, không cho ai thoát chạy trong 3 ngày. Nhờ vụ sát nhân ghê gớm này, Damasus khiến cho mọi người phải khiếp sợ và nghiễm nhiên trở thành giám mục tại Roma. Xin đọc Vicar of Church trang 38. Damasus là người đầu tiên tự xưng là người đứng đầu giáo hội. Năm 382, Damasus là người đầu tiên khai thác mấy câu trong phúc âm về chuyện Giê-xu trao quyền cho Phê-rô để dựa vào đó tự xưng mình là người kế vị thánh Phê-rô, có quyền cai trị giáo hội hoàng vũ. Sau đây là tiến trình phát triển lý thuyết về thẩm quyền của giáo hội
của giáo hoàng dựa trên tước kế vị thánh Phêrô, viết theo Edemat Handbook of Chastanery Edemat, tái bản năm 1987, các trang 192-195. Qua tác phẩm này, chúng ta sẽ thấy Damascus là một nhân vật ghê gớm trong lịch sử giáo hội Kitô. Tác giả viết, Damascus làm cho chuyện Phêrô thành một phần chủ yếu cho học thuyết về quyền lực của giáo hoàng. Ông ta là giáo hoàng đầu tiên liên tục gọi Roma là tòa thánh của các tông đồ, và ông ta gọi các giám mục khác là con chứ không phải anh em. Damascus cai trị giáo hội 18 năm, năm 366-384, sách trang 192. Giáo hoàng kế vị Damascus là Sirius 384-399, người đầu tiên gọi các văn kiện của Y Ký là đạo luật hoặc tông huấn, nhằm mục đích xác nhận thẩm quyền của giám mục ở Roma cũng như thẩm quyền của hoàng đế có hiệu lực đối với các công đồng Kitô trên hoàng vũ. Giáo hoàng Leo the Great 440-461 vào thế kỷ thứ 5, giáo hội Kitô vẫn bao gồm các công đồng Kitô thuộc Tây Âu và các nước phía đông của đế quốc Byzantine. Năm 451, giáo hoàng Leo the Great triệu tập công đồng Chalcedon nhằm mục đích yêu cầu công đồng chính thức công nhận học thuyết Chúa trao quyền cho Phêrô để thừa nhận giám mục ở Roma có thẩm quyền tối cao của giáo hoàng. Leo the Great nói với công đồng rằng thánh Phêrô nói qua miệng của giáo hoàng Leo. Nhưng kết quả các giám mục ở phía đông đế quốc Byzantine bác bỏ chủ thuyết Phêrô và hoàn toàn phủ nhận thẩm quyền tuyệt đối của giáo hội của giáo hoàng. Họ công bố giáo hội Constantinople, thủ đô Roma mới, có thẩm quyền tương tự như giáo hội ở Roma cũ. Công đồng Chalcedon năm 451 hoàn toàn tan vỡ và mở đầu cho sự chia rẽ về sau để thành hai giáo hội Công giáo La Mã và Chính thống giáo. Giáo hoàng Gelasius năm 492-496 nhân danh là người kế vị của thánh Phêrô. Giáo hoàng Gelasius gửi thư cho hoàng đế Byzantine với nội dung như sau: hoàng đế phải bảo vệ giáo hội nhưng phải phục tùng sự chỉ dẫn của giáo hoàng, người được hướng dẫn bởi Chúa và thánh Phêrô. Giáo hoàng không thể được xét đoán bởi bất cứ ai, không một ai vào bất cứ thời gian và không vì một lý do nào tự đặt mình trên giáo hoàng, vì ngài đã được Chúa Kitô đặt tên đặt trên mọi người. Xem sách đã dẫn trang 193. Vì thấy các giáo hoàng ở Roma ngày càng lộng hành, chẳng những về tôn giáo mà còn muốn lấn lướt về cả thế quyền của hoàng đế, nên vào đầu thế kỷ thứ 6, hoàng đế Justinian năm 527-565 mang quân từ Constantinople đến chiếm Roma để tái lập trật tự. Kể từ đó, các giáo hoàng đều phải tuân phục các hoàng đế La Mã đóng đô tại Constantinople và phải đối xử với các thượng phụ của giáo hội Đông Phương tại giáo đô Constantinople như những bậc bề trên. Tác giả sách dẫn chiếu viết thẩm quyền của giáo hoàng bị lệ thuộc vào Constantinople một thời gian rất lâu. Sau vài cái chết của hoàng đế Justinian và giáo hoàng La Mã mất luôn quyền cai trị của nước Ý. Cho đến năm 741, các cuộc bầu chọn giáo hoàng ở Roma đều phải được Constantinople xác nhận. Xem sách đã dẫn các trang 194-195. Hai, tước hiệu người đại diện Chúa Kitô. Tạp chí Nationale Rockfish tháng 12 năm 1983 có một bài viết đặc biệt về đế quốc Byzantine của Maria Nikolaidis
Karani Kolat, từ trang 714 đến 777. Theo tác giả thì các hoàng đế Byzantine chủ trương dùng Kitô giáo để thống trị thế giới qua khẩu hiệu một thiên chúa, một thế giới, một hoàng đế. Tác giả viết hoàng đế được thiên chúa ủy nhiệm để truyền bá đức tin chân chính và đặc biệt các tín đồ dưới sự thống trị của ngài. Để hiện thân hóa vai trò của Chúa Kitô, hàng năm vào ngày lễ Phục Sinh và lễ Noel, các hoàng đế Byzantine đều mặc áo lộng lẫy và được 12 thần đồng đóng vai 12 tông đồ thắp tùng trong một cuộc rước từ hoàng cung đến nhà thờ lớn Hagia Sophia. Sách đã dẫn trang 727. Các hoàng đế Byzantine từ Constantine đại đế đến vị hoàng đế cuối cùng trải qua 88 đời, tất cả đều tự xưng là đại diện Chúa trên toàn thế. Trong 88 vị hoàng đế đại diện Chúa có 13 vị đi tu, 30 vị bị chết bất đắc kỳ tử, bị đầu độc, bị đấm chết, bị treo cổ, bị đâm, bị phanh thây, bị chặt đầu và có bị chết đua, chết đói. Tuy nhiên, đế quốc Byzantine đã tồn tại và phát triển trong 1.123 năm, từ năm 330 đến ngày 29 tháng 5 năm 1453 thì bị quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt. Các hoàng đế Byzantine tự xưng là đại diện của Chúa, chỉ cốt để làm cảnh hoặc để đánh bóng thêm cho ngôi vị hoàng đế trong các đế quốc Kitô giáo của họ. Trái lại, vì các giáo hoàng chỉ là chủ nhân của một lãnh thổ tí hon, không lớn hơn một sân golf, không có quân đội, không có căn bản thế quyền, nên họ chỉ có một con đường duy nhất để tạo quyền lực bằng cách nhấn mạnh rằng chỉ có giáo hoàng mới thật sự là đại diện của Chúa Kitô và là người kế vị chân chính của Thánh Phêrô. Theo sách Giáo hoàng Bách Khoa Từ Điển, trang 148, giáo hoàng Galatios thứ nhất năm 493 đến 496 là người đầu tiên tự xưng là đại diện Chúa Kitô. Giáo hoàng viết thư cho hoàng đế Byzantine là Anastasios với lập luận rằng chỉ có giáo hoàng mới là đại diện chân chính của Chúa Kitô về mặt tinh thần, còn hoàng đế chỉ là đại diện về quyền thế tục mà thôi. Tinh thần phải được coi trọng hơn vật chất, vì vật chất sẽ qua đi, còn tinh thần là muôn đời. Do đó hoàng đế phải công nhận thẩm quyền của giáo hoàng cao hơn thẩm quyền thế tục của hoàng đế. Lập luận của giáo hoàng Galatius thứ nhất mau chóng được loan truyền khắp nước Âu Châu và được đa số trong dư luận ủng hộ, vì lúc đó số tín đồ Kitô giáo ở Âu Châu rất đông. Chính nhờ địa vị của giáo hoàng được củng cố và dần dần giáo hoàng trở thành người có quyền lực mạnh nhất cả về tinh thần lẫn quyền thế, quyền lực tại Âu Châu. 8 thế kỷ sau, giáo hoàng Innocent thứ 3 năm 1198 đến 1216 giành độc quyền tước hiệu đại diện Chúa Kitô cho ngôi vị giáo hoàng, mới lập luận rằng giáo hoàng ở Roma là người trung gian duy nhất Thiên Chúa và loài người. Do đó, chỉ giáo hoàng là đại diện duy nhất của Chúa Kitô trên thế gian này. Chúa Giêsu là Chúa của vũ trụ. Giáo hoàng đại diện Chúa có quyền trên tất cả mọi người, kể cả các vị vua chúa thế gian. Với lập luận này, Innocent thứ 3 tự cho mình có quyền kiểm soát các vua chúa thế gian. Do đó, trong đầu thế kỷ thứ 13, giáo hoàng Innocent thứ 3 đã ra lệnh cho các vua chúa Âu Châu thực hiện các tội ác đẫm máu, ra lệnh cho vua Pháp tàn sát những giáo dân theo phái dị giáo Albigen sách ở Pháp, ra lệnh cho vua Ý và Đức thực hiện cuộc thập tự chinh thứ tư kéo dài 3 năm từ 1201 đến 1204 để trừng phạt đế quốc
Byzantine và chính thống giáo. Kết quả, các thập tự quân của giáo hoàng đã chiếm thủ phủ của Constantinople và phần lớn lãnh thổ của đế quốc Byzantine. Vatican cai trị phần lãnh thổ này 57 năm, năm 1204, năm 1261. Triệu tập công đồng Lateran năm 1215 để lập ra các khu tập trung người Do Thái, buộc mọi người Do Thái và Hồi giáo khi bước chân ra khỏi nhà phải mặc những quần áo đặc biệt để phân biệt với những người Kitô giáo. Innocent thứ ba mở đầu cho chủ nghĩa diệt chủng Do Thái của Công giáo La Mã, ra lệnh cho dòng tu Dominican tổ chức tòa án dị giáo. Kết quả là những tòa án tôn giáo này đã thiêu sống 10 triệu người qua nhiều thế kỷ. Nhờ dựa vào vài tước hiệu bịp bộm, giáo hoàng Innocent thứ ba đã gây ra biết bao tội ác lớn lao đối với nhân loại, phát động chiến tranh thập tự mở đầu chiến tranh diệt chủng Do Thái, tàn sát những người muốn tách rời giáo hội và nhất là việc thiết lập hệ thống tòa án tôn giáo, giết hại hàng chục triệu người. Innocent thứ ba không phải là giáo hoàng duy nhất gây ra nhiều tội ác ghê gớm như Boniface thứ 8, 1294-1303, Urban thứ 5, 1378-1389, Alexander thứ 6, 1492-1503, v.v. Theo các sự kiện lịch sử nêu trên thì hiển nhiên một điều là hai tước hiệu thừa kế Thánh Phêrô và đại diện Chúa Kitô đã tạo nên quyền lực của giáo hoàng. Nhưng xét cho cùng thì quyền lực của giáo hoàng phát sinh từ đầu óc mê muội của tập thể tín đồ. Nói cách khác, chính sự ngu dốt của giáo dân Công giáo là nguồn gốc và quyền lực của Vatican và các giáo hoàng chắc liên nguyện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để có được những clip mới. Xin cảm ơn các bạn.